Iran ngày 15 tháng 9 kêu gọi các nước Ả Rập trong khu vực phải chịu trách nhiệm về những quyết định của họ bình thường hóa các quan hệ với Israel. Không nêu tên hai nước láng giềng vùng vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, nhưng phát ngôn viên chính phủ Ali Rabei nói, Iran xem sự can thiệp của chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái trong khu vực là nguy hiểm và nói thêm rằng những ai chọn hướng này phải chịu trách nhiệm. Ngày 11 tháng 9, Bahrain nói sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel, theo chân UAE đã tuyên bố như vậy cách đây một tháng, trong những động thái được thành hình một phần vì quan ngại chung về Iran. Trong khi Mỹ, Israel, UAE và Bahrain ca ngợi các hành động ngoại giao này như là một bước quan trọng tiến tới hòa bình và ổn định Trung Đông, người Palestine xem đây là một sự phản bội.